Xin chào mọi người đã đến với Daily Nitcode Challenge. Nếu như các bạn chưa biết thì đây là chuỗi video series mà hàng ngày mình sẽ ra video và giải một bài tập trên Nitcode. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn hãy vào danh sách Daily Nitcode Challenge của mình và xem hai video đầu tiên để hiểu được cái cách hoạt động của chuỗi video series này. Ok, xin chào mọi người đã đến với phần tiếp theo của Data Structure and Algorithm. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái data structure khá phổ biến, đó là singly linked list, tức là danh sách liên kết đơn. Sorry mọi người, hiện tại cũng muộn rồi nên mình sẽ nói nhỏ một chút cho vợ mình nó đang ngủ. Ok, bài này chúng ta sẽ có một phần như sau. Định nghĩa singly linked list, ưu và nhược điểm của linked list, thao tác cơ bản thêm xóa. Ok, để có thể được hoàn thành tốt bài này thì chúng ta cần có một số yêu cầu như sau. Đó là các bạn phải biết struct và class trong C và C++ hoặc class trong Java. Yêu cầu này để làm gì? Yêu cầu này là các bạn có thể tạo một cái data structure riêng của mình. Hay nói cách khác là đây chúng ta sẽ tạo một cái data structure cho cái single linked list của chúng ta. Cái yêu cầu tiếp theo là chúng ta phải phân biệt được cái reference type và cái value hay là primitive type trong Java, hoặc là biết cách sử dụng con trỏ trong C++. Vì cái phần liên kết này chúng ta sẽ sử dụng cái con trỏ từ cái phần tử này sang phần tử khác nên nó liên quan đến reference type và con trỏ. Vì vậy mà bắt buộc chúng ta phải biết cái cách sử dụng của hai phần này thì mới có thể hiểu và làm được cái bài tập trong phần này. Ok, về định nghĩa của single linked list hay singly linked list thì single linked list là gì, hay danh sách liên kết đơn là gì? Danh sách liên kết đơn là một tập hợp các phần tử cùng loại giống hệt như mạng, nhưng mà tại đây mỗi phần tử nó lại liên kết đến một phần tử tiếp theo. Các bạn có thể tưởng tượng như cái linked list này nó giống như một cái mắt xích vậy. Cái mắt xích trước nó liên kết với mắt xích sau, và nếu như có một mắt xích bị đứt thì ta không thể trace, không thể theo dõi từ đầu đến cuối danh sách được. Tiếp theo ở dưới đây là những cái ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài tập ngày hôm nay. Thứ nhất là đây là một cái nốt mà chúng ta sẽ coi đây là một cái cấu trúc của một nốt của chúng ta, bao gồm có giá trị của cái nốt đó và cái con trỏ nốt con và con trỏ liên trỏ đến phân tử tiếp theo của nó. Thứ hai là cái biểu tượng con trỏ nó sẽ được thể hiện như này. Thứ ba là nếu như trỏ với null thì đây sẽ là biểu tượng null của chúng ta. Ok, về một cái nốt ở trong cái danh sách liên kết thì nó có hai phần như sau. Thứ nhất là phần chứa giá trị. Thứ hai là phần con trỏ trỏ đến cái phần tử tiếp theo của nó. Thì nếu như là định nghĩa trong C++ thì sẽ được viết như thế này, và Java sẽ được viết như này. Như các bạn có thể thấy là phần đầu tiên là chứa cái phần value này, và phần thứ hai là chứa làm reference đến cái nốt tiếp theo của nó. Ok, còn đây chỉ là hàm tạo để khởi tạo một cái nốt thôi, với giá trị là x. Ok, đặc điểm của cái singly linked list này như sau. Đó là nếu như chúng ta cần tham chiếu, chúng ta chỉ cần một cái con trỏ duy nhất trỏ về đầu cái linked list này là chúng ta có thể tham chiếu được cả cái mảng đó. Giống như cái sợi dây xích vậy, ta chỉ cần cầm đầu một cái dây xích là chúng ta có thể luồn theo toàn bộ các cái mắt xích đó để tìm đến cái mắt xích cần thiết. Cái khả năng siêu chất đến một phần tử của cái linked list này là ON. Ví dụ bạn muốn tìm được cái mắt xích thứ 10, chúng ta không thể chọc vào cái mắt xích thứ 10 ngay được giống như cái phần array, mà chúng ta phải đi từ đầu cái mắt xích đến cái mắt xích thứ 10. Tức là muốn lấy mắt xích từ y, chúng ta phải đi qua lần lượt từ vị trí cái mắt xích y bằng 0 đến cái mắt xích từ y của chúng ta. Vì vậy mà độ phức tạp của cái gen ra là ON. Khả năng thêm và xóa một phần tử là O1. O1 chỉ trong trường hợp khi chúng ta biết chắc rằng cái mắt xích của chúng ta ở, chúng ta đã biết cái mắt xích ở, chúng ta đã biết cái vị trí đó từ trước rồi, thì chúng ta chỉ cần nối đuôi của cái phần tử đằng trước và phần tử đằng sau. Thì đấy là một cái thao tác duy nhất mà chúng ta cần khi mà chúng ta thêm và xóa phần tử. Còn nếu mà chúng ta chưa biết trước vị trí thì chúng ta lại phải duyệt từ đầu đến cuối
thì lúc này độ phức tạp của nó lại là ôn nở. Để cụ thể hóa hơn cái phần này thì chúng ta sẽ đi vào các cái thao tác cơ bản khi chúng ta thao tác với cái linked list. Ok, cái thao tác đầu tiên mà chúng ta làm đó là thao tác thêm phần tử vào giữa của list. Ví dụ chúng ta có một cái list như sau. Một trỏ vào cái nốt số 2 với cái giá trị là 1, 2. Và chúng ta muốn chèn một phần tử này vào giữa hai cái nốt này. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Bước đầu tiên là chúng ta phải duyệt để mà làm sao cho chúng ta tìm được cái con trỏ, cái vị trí mà chúng ta muốn nhét cái nốt new này vào. Thì chính vì thế mà chúng ta cần giả sử trong cái trường hợp này chúng ta cần add cái nốt new này vào sau cái vị trí con trỏ current hay cái nốt current này. Thì đầu tiên chúng ta phải xác định cái current và cái next của thằng current, hay nói cách khác là phần tử cái nốt sau thằng current. Bước số 2 là chúng ta chọn node new và node next. Node mới này của chúng ta sẽ chọn cái phần con trỏ tiếp theo của nó, chọn vào cái node next này. Bước thứ 3 là chúng ta chọn current next của current vào cái node new này. Ok. Chính vì vậy sau cái thao tác này thì chúng ta có một cái đoạn đường mà liền mạch như này. Thì lúc này cái thao tác thêm vào của chúng ta đã xong. Ok, thao tác tiếp theo là thêm vào phần tử vào đầu mạng, đầu của list. Thì chúng ta như đã nói phần trước thì chúng ta luôn luôn có một con trỏ trỏ đến đầu mạng để chúng ta có thể tham chiếu tất cả các cái phần tử của cái list này. Và cái con trỏ đấy thường mọi người sẽ đặt tên là head. Lúc này muốn add thằng new này và làm vị trí đầu mạng thì chúng ta chỉ cần một thao tác đơn giản, đó là chọn cái thằng new này và thằng head. Thì lúc này head chính là cái thằng next của thằng new. Và bước sau tiếp theo là chúng ta gắn thằng head này vào thằng new. Thế này cái reference của thằng head nó đã chọn đầu mạng và chúng ta lại có một cái đường thẳng nối tiếp nhau như này. Thì lúc này chúng ta đã thành công. Ok, nếu như thêm phần tử vào cuối list thì sao? Thì đây chúng ta có một cái nốt new như này và chúng ta muốn add nó vào cuối mảng như này. Thì việc đầu tiên là chúng ta vẫn phải xác định phần tử cuối cùng của nó là như nào, là gì. Phần tử cuối cùng của nó chính là phần tử mà có cái next của nó trỏ vào null. Thì lúc này thay vì trỏ thằng last và null thì chúng ta trỏ luôn next của thằng last và thằng new. Như vậy là xong. Lúc này chúng ta lại một đường thẳng và kết thúc cái list này là một cái phần tử null. Ok, thao tác tiếp theo của chúng ta đó là xóa một phần tử ở giữa list. Giả sử chúng ta có các cái phần tử trong list như nhau previous, current và next và chúng ta muốn xóa phần tử current này. Thì bước đầu tiên là chúng ta cần phải xác định là các cái phần tử ngay trước và ngay sau cái thằng current này là gì. Theo đó mà chúng ta sẽ chọn cái next của thằng previous, chọn vào thằng next. Bước tiếp theo chúng ta phải giải phóng vùng nhớ dành cho cái thằng current vừa rồi. Thì cái bước này chỉ dành cho C cộng cộng thôi. Đối với ngôn ngữ Java thì sau khi không còn con trỏ nào trỏ vào thằng current nữa thì nó sẽ được cái big collection của Java nó dọn dẹp định kỳ. Vì vậy mà chúng ta không phải cần phải giải phóng bộ nhớ ở nó. Nhưng đối với sinh cộng thì cái việc này nó không làm tự động, nên các bạn cần phải freeze cái bộ nhớ này bằng tay. Ok, xóa phần tử ở đầu list. Như chúng ta đã biết là chúng ta có một con trỏ hash này luôn luôn chọn đầu mạng. Bây giờ chúng ta muốn xóa phần tử này đi thì cách đơn giản là chúng ta xác định phần tử tiếp theo của nó và chúng ta chọn con trỏ head này vào đầu và phần tử next tiếp theo là được. Lúc này chúng ta cần phải tạo một cái biến tem chọn vào đầu này để mà bước sau ở trong C cộng thì chúng ta phải freeze cái biến tem này. Nếu không lưu lại cái biến tem chọn vào cái head lúc ban đầu ấy thì chúng ta sẽ mất dấu của thằng head này. Vì vậy mà chúng ta không thể train được và không thể free được cái vùng nhớ của nó.
Đối với Java thì chúng ta không cần care bước này, bởi vì tất cả những cái vùng nhớ mà không được tham chiếu nữa thì định kỳ sẽ được cái garbage collection hay là bộ quản lý vùng nhớ rác của Java nó sẽ dọn dẹp sạch thay cho chúng ta. Ok, xóa phần tử cuối cùng ở list. Thì lúc này chúng ta lại cần phải xác định thằng last và thằng ngay trước thằng last. Để sao? Để chúng ta có thể chọn thằng previous này vào thằng null để sao cho cái đường thẳng của chúng ta liền một mạch và nó bỏ qua cái thằng last này. Lúc này không có con trỏ nào trỏ bằng last nữa, nên cái sớm về sau nó sẽ bị cái garbage collection sẽ bị dọn dẹp mất. Hay đối với ngôn ngữ C++ cộng thì chúng ta phải tự động, chúng ta phải tự free cái vùng nhớ của thằng last này. Ok, về mặt lý thuyết thì chỉ có vậy thôi. Để có thể hiểu rõ hơn thì các bạn hãy click vào cái video dưới đây, vào phần video dưới đây để chúng ta thực hiện cái bài tập implement cái single linked list này. Ok, để nhận được nhiều video hữu ích hơn nữa về cái cấu trúc dữ liệu và thực vật, ấn like, subscribe và nhớ bật thông báo để biết khi mình ra video tiếp theo. Ok, xin chào.